Em xin chào các bác đam mê và thích hoa lan. Trong video lần này thì em có một số phần lan chia sẻ các bác. Hôm nay ít thôi nhưng mà toàn những cái hàng nó đặc biệt, độc một chút. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại là 086 882 5909. Các bác có thể gọi điện, nhắn tin hoặc nhắn tin qua Zalo để đặt hàng nhé các bác nhé. Thì hôm nay em về một cụm hải gấm rất là khủng và một loại hạc đỉnh nữa, hải tỉnh trắng và một số loại lan khác, một chậu lan trời vùng hải bê công thuần nhé. Thì em hình lan em chia thành các hình như này. Đây là cụm hải gấm nhé các bác nhé. Hình số 1 này. Hải gấm này có lẫn cả hải gấm trơn và đang có ngồng hoa nhé các bác nhé. Đây này các bác xem này, đây này. Em quay cận cảnh cho các bác xem, đây chính là cái bộ lá trơn hoàn toàn của cây hải gấm nhé. Và nó khá là nhiều nhá. Đây. Cụm này rất là to này các bác này. Đây, các bác nhìn bàn tay của em. Đấy. Bàn tay của em so với cụm này. Về là các bác cứ thế đặt lên, các bác tưới tắm là sống thôi. Đây. Ngồng hoa đây các bác nhé. Đấy, giữa màn hình đấy. Và nó sẽ tiếp tục ra hoa tiếp. Đấy. Đây, mặt sau của cái cụm này đây. Cụm này rất là to và trong ngoài tự nhiên thì nó khá là hiếm rồi. Nó không có những nhiều cụm to như này đâu đấy. Các bác xem đây. Lá trơn nhá. Đây, lá trơn nhá. Hải gấm trơn luôn các bác nhá. Trơn luôn cho các bác đấy. Có những cái lá rất là trơn đây. Như cái lá này này. Lá này trơn hoàn toàn này đấy. Đấy. Vừa trơn vừa có hoa, vừa cụm to đấy. Nó hội tụ đủ yếu tố đặc biệt nhá các bác nhá. Đấy. Đây về các bác trồng cái này có đá thấm thủy, các bác ghép vào ốp vào để ở phía giữa thôi là cây sống. Hải gấm thì rất là dễ sống, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được các bác nhé. Các bác nào chưa có đá thấm thủy thì có thể liên hệ với em để em cũng nhận bán đá thấm thủy 200.000 bao ship toàn quốc 10 cân đấy. Và gửi cho bác những cái tảng to nhé. Đây này, trơn luôn này các bác này đấy. Rất nhiều cây trơn nhé đấy. Toàn hải gấm trơn thôi đấy. Đây cũng trơn này đấy. Toàn hải gấm trơn. Các bác chơi mà hình này thì em để giá là 700k các bác nhé. 700k. Tại sao là nó lại giá nó cao như thế? Tại vì nó rất là hiếm cụm to như này. Cái thứ hai là vừa là trơn này, cái thứ ba là vừa có hoa đấy. Đàn cây to trưởng thành, rất là đẹp, xanh đẹp như này. Rất là hiếm có trong tự nhiên. Đấy, em chia sẻ các bác một hàng gọi là khủng và hiếm luôn. Đấy. Tình trạng trơn luôn. 700k hình số 1, lan hải gấm. Các bác nhiệt tình thì các bác mua ủng hộ em. Còn các bác thấy không mua thì em lại để lại trồng thôi. Hình số 2 dù sao thì cái bụi này nó cũng khá là hiếm. Hình số 2 thì sang đây là lan kiều tím miền Trung nha các bác nhé. Kiều tím miền Trung. Cái này là tầm khoảng gần 15 thân nha các bác. 15 thân thì đấy. Thân rất là to nhá. Cụm này thì em để giá là 450.000 nha các bác nhé. Rất là khỏe, về các bác ghép vào gỗ hoặc là trồng chậu là sống thôi. Đấy, kiểu tím miền Trung, xanh tươi cho các bác này, rất là lặng. 450.000 hình số 2. Hình số 3. Hình số 3 là lan hạt đỉnh trắng nhá, một loại lan mới. Đây các bác nhìn cái mầm của nó to. To hơn cả ngón tay cái rồi. Hạt đỉnh trắng nhá, đây. Cái thân nó trơn như thế này đây. Nó không như hạt đỉnh vàng, thân nó sần hơn này. Thân nó trơn xanh như này đấy. Hạt đỉnh trắng củ rất là to nhá. Củ thậm chí to bằng cổ tay luôn, nếu về các bác chăm tốt. Như cái mầm này chăm tốt là củ lên rất là to đấy. Đấy. Nó như thế này. Còn các bác muốn nhân giống cái này thì các bác cứ tách từng củ ra một thì nó sẽ ức chế, nó sẽ lên mầm và lên những cây mới đấy. Hạt đỉnh trắng nhá. Một giống lan mới cả. Một giống lan hạt đỉnh. Hình số 3 là một em để là giá là 180.000 nhá. Đây 180.000. Rất là lặng đấy các bác ạ. Lặng cân. Vì em mua là của dân là mua theo khóm cơ chứ không mua theo kg đâu. Nhiều lúc là ước lượng nó khó. 180.000 hình số 3 này. Hình số 4 này cũng thuộc dạng địa lan siêu to khổng lồ hạt đỉnh trắng đấy nhá. Cũng là 180.000 đấy. Đây ạ. Ui. Lặng. Hình số 4 180.000. Hình số 5 thì em sang hạt đỉnh vàng nhá. Hạt đỉnh vàng thì cây củ của nó không thuôn dài như hạt đỉnh trắng. Đây, hạt đỉnh vàng củ của nó bầu hơn như thế này, củ rất là to, cụm như này nhá. Em để giá là 150 một hình. Hình số 5 150. Còn đây là mặt hoa của lan hạt đỉnh vàng này. Đây này. Đấy. Lan hạt đỉnh vàng hoa rất to và đẹp nha các bác nhá. Một giống lan đáng để sưu tầm đấy. Cái lá hạt đỉnh vàng nó lại chấm chấm như này cơ đấy, chơi cả lá được luôn. Hình như phong trào chơi lá bắt đầu đi lên rồi sao ấy. Thấy báo chí đưa lên khá là nhiều ấy. Chơi lá. Đây hoa này các bác này, hoa rất là đẹp nhá. Đây cái củ chính gốc của nó đây này. Củ này em không trồng đâu mà cây lực nó vẫn lên này.
hình số 6. Quay cây và hoa luôn cho các bác nếu mà có. Hình số 6 là 150.000 nhá. Cả cụm này nhưng mà củ nó to hơn nhá thì được ít hơn. 160.000. À 150.000 hình số 6. Hình số 7 cũng là 150.000 nhá. Đây ba củ to như này. Đấy. Hình số 7 150.000. Sang hình số 8. Hình số 8 là lan kiếm bích thủy nhá, thì em còn một phần này thôi. Bác nào lấy thì em giảm giá phần này còn là 180.000 nhá. Bán cho hết đi. Kiếm bích thủy 180.000. Mỗi hôm là 100, mỗi hôm là em bán 200.000 đấy. Hôm nay có mỗi phần này thì 180 cho bác nào yêu thích cái dòng kiếm bích thủy hoa nhiều màu này. Hình số 8 180.000. Hình số 9 thì em có một chậu hài đuôi công nhá. Hài đuôi công thuần. Cây thuộc dạng cây nhỡ khá thôi chứ không phải là cây bé mà cũng không phải là cây to lắm. Đây hài đuôi công thuần đây, chỗ này nó rơi vào khoảng 7 đến 9 cây gì đấy, em cũng không tiện đếm xem. Nói chung là cũng khá khá, các bác có thể tách ra làm hai chậu lớn được tại vì em trồng dày mà. Hình số 9 này em để với giá là 280.000 nhé. 280.000 chậu hài đuôi công thuần đây. Hôm nay thì có từng đấy phần lan thôi. Các bác mua gì thì ủng hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.